Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cả đám Airdrop nhận được 50 triệu đồng token Dog Pirate. Một số thông tin về đồng token này: chúng tôi cũng phát hành là 1 triệu tỷ và đã có 795 tài khoản holder và đã phát sinh 2.529 tiền giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website cardamaairdrop.net, link truy cập website để mình để phía dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây, nhấp vào OK. Sau đó sửa quay sang ví MetaMask hoặc chút là lấy của bạn nha. Bạn thêm được chữ token nào vào ví giúp mình. Ký hiệu là Dog Pirate, số tập quân 9. Nhấp tiếp theo, đã thêm rất cần. Sau khi đã thêm một địa chỉ tập quân một tí, các bạn quay trở lại website cardamaairdrop.net vừa đã mở và nhấp vào bước 2, truy cập vào link Discord để nhận tất phần nhé. Rồi, các bạn có nhu cầu mua thì các bạn nhấp vào đây. Đó, chúng ta nguyên thấp nhất là 0.01 BLB nhé. Giá sẽ không nên biết của sàn Takasurus là 1 tỷ tất phần Dog Pirate này sẽ bằng 35 đô. Còn các bạn cần làm thì các bạn nhấp vào phần này nhé. Airdrop như đây, nhấp vào tiếp theo, các bạn nhấp vào đây, yêu cầu Airdrop. Và đó yêu cầu kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và kết nối. Như ra là 0.000544 BLB nhé. Bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý nha. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi các website cardamaairdrop.net để cập nhật những dự án mới, ký tiền thưởng token mới nhất nhé, chuyển về mạng Binance Exchange. Còn nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch sàn Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 30% phí giao dịch trọn đời nhé. Ngoài ra bạn có thể vào các mục cho kiếm tiền online để tham gia những cái dự án, tham gia mua idol idol để có hội nhiều lần tài khoản nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để làm nhận được 50 triệu đồng token Dog Pirate. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.